Cảm ơn quý khán giả đang giữ màn hình của Hồn Việt TV trở lại với bản tin chiều thứ tư hôm nay. Sau đây là phần tin quốc tế được mở đầu với anh Ngọc Chiểu. Sau đây là phần tin quốc tế. Lính đánh thuê Wagner của Nga đã công bố kiểm soát phần lớn thành phố Bakhmut. Lãnh đạo của nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga vào hôm thứ Ba cho hay là lực lượng của ông đã kiểm soát hơn 80% thành phố Bakhmut ở miền đông của Ukraine. Sau cuộc giao tranh ác liệt nhất cũng như đẫm máu nhất trong cuộc chiến ở tại Ukraine, quan chức của quân đội Ukraine không nhắc trực tiếp đến lời tuyên bố này, nhưng nói rằng lực lượng Ukraine quyết tâm bám trụ trước đợt tấn công ác liệt và đẩy lùi lực lượng của Nga. Lính đánh thuê Wagner đảm nhận cuộc tấn công đã kéo dài nhiều tháng qua của Nga để nhằm chiếm giữ Bakhmut. Chiến tranh chiến hào cũng như là pháo kích không ngừng khiến cho nhiều người đã so sánh với thời kỳ đệ nhất thế chiến vì thương vong lớn của cả hai bên. Ông Yevgeny Prigozhin là lãnh đạo Wagner cho hay, lực lượng của ông đã đẩy mạnh bao vây Bakhmut, và trong đoạn video được một blogger quân sự của Nga đưa lên, ông cho biết rằng ở Bakhmut đã hơn 80% thành phố nay đã nằm dưới sự kiểm soát của Wagner, như toàn bộ trung tâm hành chính, các nhà máy, nhà kho và đơn vị hành chính của thành phố. Lãnh đạo khu vực Donetsk của Nga bổ nhiệm cho biết là lực lượng của Nga đã dồn binh lính Ukraine vào một góc. Các hãng thông tấn của Nga đã dẫn lời ông Denis Pushilin nói rằng ở khu vực phía Tây thì binh lính Ukraine không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng. Phát ngôn viên là Shehi Serevati của Bộ Tư lệnh Quân sự miền đông Ukraine cho hay, tình hình ở tại Bakhmut thì vẫn nằm trong tầm kiểm soát và Kyiv không để cho binh lính Ukraine bị bao vây. Nhìn sang tình hình Á Châu, thưa quý vị, Philippines và Hoa Kỳ đồng ý hoàn tất lộ trình hỗ trợ an ninh trong 5 đến 10 năm tới. Giới chức quốc phòng và ngoại giao từ Hoa Kỳ và Philippines hôm thứ Ba đồng ý hoàn thành một lộ trình trong những tháng tới để đưa hỗ trợ phòng thủ của Hoa Kỳ đến Philippines trong 5 đến 10 năm tới. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết, hai bên thảo luận bàn giao nền tảng phòng thủ ưu tiên như radar, phi cơ không người lái, phi cơ vận tải quân sự và hệ thống phòng không tại cuộc họp 2+2 ở Washington, với sự tham dự của Ngoại trưởng Antony Blinken và người tương nhiệm Philippines. Tuyên bố chung cho biết, lộ trình hỗ trợ ngành an ninh sẽ hướng dẫn đầu tư hiện đại hóa phòng thủ và thông báo việc bàn giao các nền tảng ưu tiên trong 5 đến 10 năm tới. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Enrique Manalo cho hay, hai bên cam kết hiện đại hóa liên minh giữa Philippines và Hoa Kỳ vì công nhận rằng liên hệ đối tác giữa hai nước cần giữ vai trò mạnh hơn trong việc gìn giữ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế. Các chuyên gia cho biết, Hoa Kỳ xem Philippines là địa điểm tiềm năng để đặt rocket, hỏa tiễn và hệ thống pháo nhằm ngăn chặn cuộc xâm lược đổ bộ Đài Loan. Ông Austin nói rằng còn quá sớm, chưa thể bàn thảo khí tài nào Hoa Kỳ sẽ đưa đến các căn cứ quân sự ở Philippines theo thỏa thuận hợp tác tăng cường phòng thủ EDCA mở rộng gần đây. Ông Manalo cho biết, các căn cứ theo EDCA chủ yếu để cải thiện khả năng tương tác quân sự, đối phó với thảm họa nhân đạo và những thách thức an ninh khác, nhưng không nói thêm chi tiết. Trung Cộng ghi nhận người đầu tiên trên thế giới bị tử vong vì cúm gia cầm H3N8. Một phụ nữ ở tại Hoa Lục đã trở thành người đầu tiên tử vong vì một loại cúm gia cầm hiếm thấy ở người. Nhưng chủng cúm này có vẻ không lây truyền từ người sang người khác. Và Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào hôm thứ Ba cho biết là người phụ nữ 56 tuổi ở tỉnh Quảng Đông là người thứ ba bị nhiễm chủng cúm H3N8. Toàn bộ 3 ca này đều ở Hoa Lục, trong đó thì 2 ca đầu tiên được phát hiện vào năm ngoái. Trung tâm Kiểm ngừa Dịch bệnh tỉnh Quảng Đông công bố ca lây nhiễm thứ 3 vào cuối tháng trước, nhưng không cho biết thêm chi tiết về cái chết của người phụ nữ này. WHO thì cho hay bệnh nhân có nhiều bệnh nền và thường tiếp xúc với gia cầm sống. Lây nhiễm cúm gia cầm rải rác trên người khá phổ biến ở tại Hoa Lục, nơi mà virus cúm lây lan trong quần thể gia cầm và chim hoang dã lớn.
WHO cho biết rằng các mẫu thử lấy từ khu chợ gia cầm nơi mà người phụ nữ đến trước khi kết phát bệnh đã cho kết quả là dương tính với cúm AH3, cho thấy đây có lẽ là nguồn lây nhiễm. Mặc dù hiếm thấy ở người, H3N8 nó phổ biến ở tại gia cầm, trong đó nó chỉ gây ra ít hoặc là không có dấu hiệu nhiễm bệnh. Và chủng cúm này cũng lây nhiễm ở các loài động vật có vú khác. Chưa phát hiện ca lây nhiễm nào khác giữa những người tiếp xúc với người phụ nữ bị nhiễm bệnh. Và WHO cho biết rằng dựa trên thông tin hiện nay, có vẻ loại virus này không có khả năng để lây lan từ người sang người. Và do đó, nguy cơ lây lan giữa người với nhau được xem là rất thấp. Phía đối lập Nam Hàn kêu gọi điều tra vụ do thám của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, phía đối lập Nam Hàn hôm nay đã kêu gọi chính phủ điều tra vụ do thám của Hoa Kỳ sau khi tài liệu rò rỉ cho thấy Washington theo dõi đồng minh Á Châu của họ. Tài liệu tình báo tế nhị của Hoa Kỳ xuất hiện trên Internet tiết lộ Washington theo dõi các cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Yoon Suk-yeol, một phần trong nỗ lực để bảo đảm nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine. Seoul tìm cách xem nhẹ tầm quan trọng của tài liệu bị rò rỉ này, trong đó văn phòng ông Yoon cho rằng có nhiều tài liệu là giả mạo và các cố vấn an ninh quốc gia của ông nói rằng không có ác ý trong sự việc trên. Nhưng vụ rò rỉ dẫn đến chỉ trích ở Nam Hàn về sự dễ bị tấn công của các địa điểm tế nhị như văn phòng tổng thống. Ông Lee Jae-myung, lãnh đạo đảng Dân Chủ đối lập hôm nay nói rằng chính phủ phải điều tra toàn diện những cáo buộc này và nếu những cáo buộc đó là đúng sự thật thì phải yêu cầu Hoa Kỳ xin lỗi chính thức và cam kết không được tái diễn. Các nhà lập pháp đối lập cáo buộc chính phủ tìm cách bỏ qua sự việc trước chuyến công du của ông Yoon đến Washington vào cuối tháng này. Hàng chục hình chụp tài liệu đang lan truyền trên các mạng xã hội và nhắn tin như Twitter, Telegram và Discord ít nhất nhiều tuần qua. Ngũ giác đài cho biết họ đang điều tra để xác định những tài liệu này có phải là thật hay không và ít nhất một tài liệu có vẻ bị chỉnh sửa. Tuy nhiên, giới chức Hoa Kỳ cho rằng nhiều tài liệu là thật. Bốn quân nhân đã bị thiệt mạng trong vụ nổ súng tại căn cứ quân sự ở Ấn Độ. Bốn quân nhân đã bị thiệt mạng trong vụ nổ súng tại một căn cứ quân sự ở tiểu bang Punjab của Ấn Độ vào sáng ngày hôm nay. Và cuộc truy tìm các tay súng đang diễn ra. Một nguồn tin giấu tên cho biết là vụ nổ súng đã xảy ra tại căn cứ ở thành phố Bathinda và các nghi phạm hiện đang lẩn trốn. Quân đội cho hay là bốn quân nhân đã bị tử vong vì thương tích do trúng đạn. Và quân đội không cho biết tình huống hay chi tiết khác về những người thực hiện vụ nổ súng lúc sáng sớm ngày hôm nay. Một quan chức cảnh sát ở tại Punjab cho biết rằng đây không phải là cuộc tấn công khủng bố và xảy ra tại căng tin. Căn cứ đã được phong tỏa và được cuộc điều tra phối hợp với cảnh sát địa phương cũng đang diễn ra. Không ai khác bị thương trong sự việc này. Theo quân đội thì họ đang xác minh thông tin về một khẩu súng trường và 28 viên đạn được báo cáo là thất lạc cách đây 2 ngày. Hình ảnh trên đài ANI cho thấy là rào chắn được đặt trên con đường phía ngoài của cổng căn cứ và nhân viên an ninh thì canh gác bên ngoài. Căn cứ quân sự này chủ yếu là gia đình của các quân nhân. Biên giới với Pakistan thì cách Bathinda khoảng 100 km về phía tây. Israel cấm người ngoài Hồi giáo đến khu đền thờ El-Aqsa trong tháng Ramadan. Thưa quý vị, Israel cấm người Do Thái và du khách đến khu đền thờ linh thiêng ở Jerusalem và quân đội công bố binh lính Israel bắn chết 2 tay súng Palestine ở Tây Ngạn, trong khi làn sóng bạo loạn không có dấu hiệu giảm xuống. Tuần trước, cuộc khám xét của cảnh sát Israel tại khu đền thờ El-Aqsa dẫn đến cuộc tấn công bằng rocket từ Gaza, miền nam Lebanon và Syria, khiến cho Israel trả đũa bằng các cuộc không kích và pháo kích. Sau cuộc họp an ninh, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết người ngoài Hồi giáo tạm thời bị cấm đến khu đền thờ Al-Aqsa cho đến cuối tháng Ramadan, tức là khoảng ngày 20 tháng 4. Tuy nhiên, Bộ trưởng Cảnh sát Itamar Ben-Gvir của Israel lên án lệnh cấm này. Ông nói rằng khi khủng bố tấn công chúng ta phải đáp trả. Căng thẳng tăng cao ở thánh địa khi tháng chay thánh Ramadan của Hồi giáo
trùng với lễ vừa qua của Do Thái giáo. Hôm thứ Ba, quân đội Israel cho hay hai tay súng Palestine từ một chiếc xe nổ súng bắn một chốt kiểm soát của quân đội trước khi binh lính bắn chết họ gần khu định cư Elon Moret ở phía đông thành phố Nablus, khu vực thường xuyên xảy ra xung đột. Bộ Y tế Palestine xác nhận hai người tử vong. Bạo lực giữa Israel và Palestine tăng cao khi quân đội thường xuyên bố ráp ở Tây Ngạn giữa một loạt các cuộc tấn công đường phố của người Palestine. Hơn 90 người Palestine thiệt mạng kể từ tháng 1, ít nhất 19 người Israel và người ngoại quốc cũng tử vong. Mỹ Điện xác nhận là quân đội đã thực hiện cuộc không kích làm cho hàng chục người bị thiệt mạng. Quân đội Mỹ Điện hôm nay cho biết là họ thực hiện một cuộc tấn công vào một sự kiện của quân nổi dậy trong tuần này. Và nếu thường dân cũng bị thiệt mạng thì đó là vì họ bị cưỡng ép hỗ trợ những kẻ khủng bố. Truyền thông và nhân chứng cho hay ít nhất có 50 người, trong đó có cả trẻ em, đã bị thiệt mạng trong cuộc không kích vào hôm thứ Ba ở làng Pazigi thuộc khu vực Sagangin ở Tây Bắc của Mỹ Điện. Liên Hiệp Quốc và Tây Phương đã lên án cuộc tấn công và yêu cầu Mỹ Điện chịu trách nhiệm. Trên đài Miawadi, thì phát ngôn viên là Yo Min Tung của chính quyền quân phiệt cho biết là cuộc tấn công buổi lễ của chính quyền thống nhất quốc gia NUG, chính quyền ngầm của phía đối lập, là để nhằm khôi phục hòa bình và ổn định trong khu vực. Ông cho hay, trong buổi lễ khánh thành đó thì quân đội thực hiện cuộc tấn công. Các thành viên của lực lượng phòng vệ nhân dân PDF bị thiệt mạng và họ là những người chống đối chính quyền và nhân dân Miến Điện. Ông cho hay rằng theo thông tin sơ bộ thì quân đội đã tấn công kho vũ khí của họ và nhiều người đã chết vì vũ khí phát nổ. Nói về thương vong thường dân thì ông cho rằng một số người bị cưỡng ép ủng hộ cho quân nổi dậy cũng có lẽ cũng đã bị tử vong. Và lãnh đạo nhân quyền Liên Hiệp Quốc là Volker Turk cho biết ông bàng hoàng vì cuộc không kích, trong đó nạn nhân có cả học sinh đang biểu diễn nhảy múa, và ông cáo buộc quân đội Miến Điện một lần nữa bất chấp nghĩa vụ pháp lý là phải bảo vệ thường dân. Đảng cầm quyền Đài Loan chọn phó tổng thống làm ứng cử viên tổng thống. Thưa quý vị, đảng cầm quyền Đài Loan đề cử phó tổng thống William Lai làm ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới, chọn một ứng cử viên thẳng thắn hơn về sự độc lập của Đài Loan so với tổng thống Thái Anh Văn. Công bố trên được đưa ra 2 ngày sau khi Trung Cộng chính thức kết thúc cuộc tập trận xung quanh Đài Loan, giả lập tấn công và diễn tập phong tỏa hòn đảo. Sự đề cử này chắc chắn sẽ làm Trung Cộng tức giận vì Bắc Kinh công khai công kích ông Lai vì lập trường của ông về độc lập của Đài Loan. Trong cuộc họp báo, ông Lai nói rằng ông rất vinh dự được Đảng Dân Chủ Tiến Bộ DPP đề cử tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 và đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ Đài Loan. Phó Tổng thống 63 tuổi này lâu nay được xem là người dẫn đầu để DPP đề cử kế nhiệm bà Thái. Bà không được phép tái tranh cử sau khi nhiệm kỳ thứ nhì kết thúc vào tháng 5 năm 2024. Ông Lai lâu nay cho rằng Đài Loan không thể có được tương lai yên bình bằng cách làm hài lòng Trung Cộng và kêu gọi người dân Đài Loan đoàn kết chống lại chủ nghĩa độc đoán. Hôm nay, ông nhắc lại lập trường đó. Ông nói rằng hiện nay, khối dân chủ trong cộng đồng quốc tế đã nhận ra đe dọa của Trung Cộng với cộng đồng quốc tế và lo ngại vì tầm quan trọng của hòa bình ở eo biển Đài Loan. Chúng ta phải chuẩn bị cho chiến tranh để tránh chiến tranh xảy ra, để ngăn chặn chiến tranh. Chúng ta phải có khả năng chống lại chiến tranh. Ông Lai cũng khen ngợi hai nhiệm kỳ tổng thống của bà Thái, nói rằng thế giới công nhận uy tín dân chủ của Đài Loan dưới sự lãnh đạo của bà. Hàng chục con rùa khổng lồ được thả về thiên nhiên trên đảo Galapagos. Giới chức phụ trách chương trình bảo tồn cho biết là ít nhất là 86 con rùa khổng lồ đã được nhân giống trong điều kiện nuôi nhốt vừa được thả ra một hòn đảo ở tại Galapagos của Ecuador. Rùa con giống Chelonidis hudensis được nuôi dưỡng trong điều kiện nuôi nhốt trên đảo Santa Cruz và được thả ra trên đảo La Española để đưa chúng vào hệ sinh thái.
Và trước khi rùa được chuyển đi thì chúng được tẩy giun và mỗi con được đeo microchip để mà theo dõi. Hiện thì vẫn còn hơn 250 con rùa chuẩn bị hoàn thành thủ tục trước khi được thả ra. Và chúng sẽ được nuôi nhốt cho đến khi đủ lớn để trở về với thiên nhiên. Giám đốc của Công viên Quốc gia Galapagos cho biết là chương trình nhân giống đã nuôi dưỡng vào khoảng 3.000 con rùa khổng lồ trong điều kiện nuôi nhốt trong vòng 50 năm qua. Thưa quý vị, tin tiếp theo sau đây nói về voi học cách bóc vỏ chuối sau khi quan sát nhân viên sở thú ăn chuối. Chuối là món ăn ngon được ưa chuộng trong thế giới động vật như khỉ, dơi và voi. Thông thường, voi sẽ dùng vòi nhặt chuối và đưa cả quả vào miệng. Tuy nhiên, một con voi Á Châu khéo léo tại sở thú Berlin có vẻ không thích ăn vỏ chuối, nên nó học cách bóc vỏ chuối. Đoạn video khó tin cho thấy cách phang pha bóp quả chuối để tách phần vỏ trên ra, lắc để ruột chuối rơi ra, bỏ vỏ chuối đi, nhặt phần ruột chuối và đưa vào miệng. Vì phang pha sống một mình, các nhà khoa học cho rằng có lẽ nó học cách bóc vỏ chuối sau khi quan sát nhân viên sở thú ăn chuối. Việc này cho thấy voi có khả năng nhận thức để học hỏi những hành vi phức tạp từ con người. Tiến sĩ Michael Branch thuộc Trung tâm Khoa học Thần kinh của Đại học Humboldt ở Berlin cho hay, những gì làm cho việc bóc vỏ chuối của phang pha trở thành độc nhất vô nhị là sự kết hợp của nhiều yếu tố như sự khéo léo, tốc độ và quan sát cách thức của con người thay vì chỉ là một yếu tố hành vi duy nhất. Phang pha không bóc vỏ tất cả những quả chuối mà nhân viên sở thú đưa cho nó. Nó ăn cả vỏ những quả chuối xanh hoặc chín như những con voi khác. Phang pha cũng thẳng thừng từ chối những quả chuối chín rục. Nhưng khi đưa cho nó một quả chuối chín có những đốm nâu, nó thực hiện kỹ năng bóc vỏ chuối. Nó chỉ bóc vỏ chuối khi ăn một mình. Trong nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Current Biology, các nhà nghiên cứu ở Đức vẫn không biết rõ tại sao con voi bóc vỏ chuối. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới của Hình Việt TV chiều nay. Và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin Việt Nam.